Năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có hải quan. Nhưng do bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã tích cực đổi mới phương thức, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Năm 2020, có 1.635 doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Số tờ khai đã làm thủ tục hải quan là gần 36.000, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 16,3 tỷ đô la Mỹ. Công tác thu ngân sách nhà nước lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình đạt 6.226 tỷ đồng. Công tác thu hồi nợ đọng thuế được tăng cường, không để nợ xấu phát sinh. Bên cạnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu ngân sách nhà nước. Bước sang năm 2021, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, với phương châm hải quan doanh nghiệp là đối tác hợp tác, Cục Hải quan Hà Nam Ninh tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu và không có khả năng thu, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thu hồi và xử lý nợ. Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tiếp tục xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh.